Nga vẫn đang tăng cường sức mạnh hạm đội tàu ngầm và phát triển năng lực tác chiến của mình. Vũ khí hủy diệt mạnh mẽ nhất của các tàu ngầm chiến lược hạt nhân thuộc hạm đội Thái Bình Dương đang ở mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Theo hãng tin Sputnik, tuyên bố trên được đô đốc Alexander Moiseev, tổng tư lệnh hải quân Nga đưa ra tại lễ trao tặng huân chương Nakhimov cho đơn vị tàu ngầm tên lửa hạt nhân chiến lược thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Ông Moiseev nói thêm: "Cần lưu ý rằng đây là những con tàu hiện đại với cấp độ công nghệ hoàn toàn khác" vũ khí có độ tin cậy hoạt động cao nhất và mức độ sẵn sàng sử dụng vũ khí là cực kỳ cao. Buổi lễ diễn ra tại căn cứ thường trực của hạm đội Thái Bình Dương đóng tại Vileuchinsk ở bán đảo Kamchatka. Đây là địa điểm duy nhất dành cho các tàu ngầm hạt nhân, bao gồm tàu ngầm mang tên lửa chiến lược SSBN hay tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân SSBN của hạm đội Thái Bình Dương thuộc dự án 955 Bore và dự án 955A Borea. Tờ Newsweek của Mỹ nhấn mạnh, Buổi lễ long trọng diễn ra ở Kamchatka, nơi hai tàu ngầm hạt nhân đã đến trong tuần này sau khi thực hiện hành trình dài 6.500 km dưới lớp băng Bắc Cực từ căn cứ hạm đội phương Bắc của Nga ở Murmansk. Một trong số đó có tên K-554, Hoàng đế Alexander Đệ Tam. Đây là tàu ngầm lớp Borea có lượng giãn nước 24.000 tấn, được trang bị 16 tên lửa đạn đạo phóng từ dưới nước SLBM Bulava. Mỗi tên lửa có thể mang 6 đầu đạn hạt nhân với tầm bắn khoảng 8.000 km. Tàu ngầm Hoàng đế Alexander Đệ Tam là tàu ngầm tên lửa đạn đạo được chế tạo cho Hải quân Nga, là tàu mới nhất trong lớp Borei. Tàu ngầm hạt nhân Hoàng đế Alexander Đệ Tam tượng trưng cho sự tiến bộ đáng kể trong khả năng gian đe chiến lược của Nga. Tàu ngầm này có độ ồn giảm đáng kể so với các tàu ngầm tiền nhiệm, khiến nó khó bị đối phương phát hiện. Tàu ngầm Hoàng đế Alexander Đệ Tam dài khoảng 170 mét. Hệ thống đẩy của tàu ngầm hạt nhân này được cung cấp năng lượng từ lò phản ứng hạt nhân, đảm bảo phạm vi hoạt động không giới hạn và khả năng lặn trong thời gian dài tốc độ lặn tối đa của tàu Hoàng đế Alexander Đệ Tam là khoảng 54 km h tương đương với các tàu ngầm chiến lược ngày nay. Cần lưu ý thêm, điều này xảy ra sau cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược Ocean 2024, trong đó Hải quân Trung Quốc tham gia cùng với Nga. Hơn 40 tàu chiến, 120 máy bay và trực thăng cùng khoảng 90.000 binh sĩ đã tham gia vào các cuộc tập trận này. Quy mô sự kiện bao phủ Thái Bình Dương và Bắc Cực, cũng như các vùng biển Địa Trung Hải, Baltic và Caspian Hoa Kỳ và các đồng minh đã theo dõi chặt chẽ. Sau cuộc tập trận, Thứ trưởng Không quân Mỹ, bà Melissa Danton đã nói về mối đe dọa an ninh quốc tế chưa từng có đối với Washington. Bà Danton nhấn mạnh, lần đầu tiên trong lịch sử, nước ta phải đối mặt cùng lúc với hai đối thủ chiến lược là các cường quốc hạt nhân với kho vũ khí lớn và ngày càng phát triển. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết Kiev đang thảo luận về việc chuyển giao máy bay Mirage, Gripen và Eurofighter các cuộc thảo luận được cho là cũng bao gồm các cuộc tham vấn về Eurofighter, một trong những máy bay phản lực tiên tiến nhất ở châu Âu, mặc dù thông tin chi tiết vẫn còn ít và hậu cần vẫn là một rào cản có thể xảy ra. Theo tờ Kiev Post, ông Omerov cho biết các đồng minh phương Tây của Kiev đã cam kết chuyển giao máy bay chiến đấu Danang Mirage của Pháp và Gripen của Thụy Điển để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. Khi được phỏng vấn trên truyền hình về số lượng máy bay F-16 do Mỹ sản xuất được chuyển giao cho Ukraine, ông Umerov cho biết Ngoài F-16, với một số chiếc trong đó đã hoạt động tại Ukraine, Kiev còn nhận được cam kết về Mirage và cam kết hoặc tham vấn cho chiếc Gripen. Cuộc thảo luận cũng được cho là bao gồm tham vấn về Eurofighter Typhoon, một trong những máy bay phản lực tiên tiến nhất được các quốc gia châu Âu triển khai, mặc dù có khả năng các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn đầu dựa trên ngôn từ bày tỏ của ông Umerov. Ông Umerov cho biết thêm rằng Bộ Quốc phòng Ukraine đã cập nhật cho các đồng minh của Kiev về nhu cầu và năng lực đường không của nước này. Ông cho biết Nga sử dụng tới 300 máy bay chiến đấu và tới 300 trực thăng chống lại Ukraine, trong khi đất nước ông đã thảo luận các chiến lược để chống lại các mối đe dọa với các đồng minh của mình. Cách tiếp cận của Ukraine trong nỗ lực giành được sự hỗ trợ về mặt tinh thần và vật chất từ phương Tây đang phát triển tích cực sau sự can thiệp quan trọng của đệ nhất phu nhân Olena Zelenska vào năm ngoái, nhưng vẫn còn những thách thức lớn trong thời chiến. Thời điểm đó, trả lời phỏng vấn đài BBC, bà Zelenska nói rằng việc viện trợ chậm lại là một mối nguy hiểm chết người đối với Ukraine. Bà nói, chúng tôi rất đau lòng khi thấy những tín hiệu cho thấy sự nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ có thể phai nhạt. Tờ Kiev Post dẫn lời Bộ trưởng Umerov nói thêm, đó là lý do tại sao chúng tôi giải thích với các đối tác của mình về số lượng lữ đoàn hoặc phi đoàn mà chúng tôi cần. Về vấn đề này, chúng tôi cũng giải thích cho họ và giải thích về những nền tảng không quân mà chúng tôi cần. Năm ngoái, chúng tôi đã tập trung vào đào tạo phi công, vào việc có được các nền tảng, vào việc xây dựng tất cả các cơ sở hạ tầng cần thiết. Hồi tháng 6 năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu Mirage 2000 và đào tạo phi công Ukraine như một phần của thỏa thuận hợp tác quân sự mới với chương trình đào tạo dự kiến bắt đầu vào mùa hè. Mạng truyền thông Pháp sud đưa tin vào cuối tuần trước rằng Pháp đã hiện đại hóa một số máy bay chiến đấu Mirage 2000 5F dành cho Ukraine với khả năng tấn công mặt đất. Vào tháng 7, tờ Kiev Post đưa tin rằng Ukraine đã từ chối lời đề nghị của Thụy Điển về việc chuyển giao máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển với lý do khó khăn trong việc tiếp nhận và tích hợp đồng thời hai khung máy bay khác nhau của phương Tây sau khi F-16 mới được bàn giao gần đây. Trong gói viện trợ gần đây cho Ukraine, Thụy Điển cũng liệt kê mục mua các bộ phận cho máy bay Saab gis 39 c d Gripen khi nước này hiện đại hóa đội bay của mình, đồng thời nói thêm rằng các bộ phận đã quá đết có trong gói chuyển giao tiềm tàng trong tương lai cho Ukraine sẽ tùy thuộc vào quyết định của chính phủ Thụy Điển. Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator của Nga đã được phát hiện với một số nâng cấp đáng kể. Theo đó, xe chiến đấu hỗ trợ tăng của Nga được các binh sĩ nhận xét là có lớp giáp bảo vệ tốt nhất thế giới. Đây không phải là cường điệu, quả thực BMPT có mức độ bảo vệ vượt trội so với bất kỳ phương tiện chiến đấu hạng nặng nào đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine bao gồm cả xe tăng M1 Abrams, Leopard 2 và Challenger 2 được các đồng minh NATO chuyển giao. Chưa kể đến các dòng xe tăng cũ như T-64 và T-72. Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, có thể thấy rằng trên tháp pháo có sự xuất hiện của chiếc lồng thép. Cấu hình này được sử dụng để làm giảm hiệu quả đòn tấn công của nhiều loại máy bay không người lái cảm tử. Đồng thời sản phẩm của Uran Vagunzavod có thể đốt cháy bất kỳ món quà nào của phương Tây dành cho lực lượng vũ trang ở khoảng cách vượt khóa tầm bắn hiệu quả từ pháo chính của họ. Vào năm ngoái, người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự Lugansk ở miền đông Ukraine, nơi Nga tuyên bố sáp nhập, thông báo qua kênh Telegram của ông này rằng một chiếc BMPT-72 Terminator đã bị phá hủy gần thành phố Kremina, tỉnh Lugansk, nơi đã diễn ra các cuộc giao tranh quyết liệt giữa đôi bên. Giới chuyên gia cho biết, BMPT hướng tới việc khắc phục các nhược điểm của một xe tăng trên chiến trường hiện đại, đầy rẫy các vũ khí chống tăng hạng nhẹ. Xe BMPT có lớp giáp dày so với xe tăng chiến đấu chủ lực. Mục đích chính của thiết kế xe này là để hỗ trợ xe tăng chiến đấu chủ lực bằng cách bắn chế áp lực lượng bộ binh bảo vệ xe tăng đối phương. Khác với xe tăng chiến đấu chủ lực, một xe chiến đấu hỗ trợ tăng được thiết kế theo hướng hỗ trợ các hoạt động thiết giáp thay vì trực tiếp tham gia xe Terminator dựa trên khung xe tăng T-72. BMPT bảo vệ xe tăng chiến đấu chủ lực MBT trước các đòn phục kích của bộ binh đối phương. Các tên lửa có điều khiển chống tăng hoặc súng phóng lựu ở khu vực chống trải hoặc đô thị. Với sự trợ giúp của BMPT, các đơn vị xe tăng và bộ binh tùng thiết, lực lượng bảo vệ xe thiết giáp có thể tác chiến hiệu quả trong môi trường đô thị, nơi hỏa lực đối phương có thể xuất phát từ các góc bất ngờ. Như tại chiến trường Ukraine, các tên lửa chống tăng do phương Tây cung cấp sẽ đánh thẳng vào nóc xe tăng, điểm yếu nhất của chiến xa này. BMPT hỗ trợ đáng kể cho hoạt động tác chiến của Nga khi trận chiến giữa đôi bên gia tăng và có những tổn thất nhất định đối với xe tăng. Xe được lính Nga đánh giá là thứ vũ khí chất lượng cao, rất tin cậy và bắn hoàn hảo. Tháp của xe Terminator có thể gắn với thân xe tăng một cách hữu hiệu. Trong môi trường đô thị, hỏa lực chế áp tầm ngắn của BMPT có khả năng xử lý các mục tiêu ở các ngóc ngách các hướng khác nhau. Chẳng hạn súng của BMPT có thể nâng lên góc cao để bắn các mục tiêu trên các tòa nhà cao tầng. BMPT được trang bị hai súng phóng lựu AGS-17, hai pháo 2A42 30mm, bốn tên lửa chống tăng loại Ataka dẫn đường bằng laser và một súng AK bắn đạn 7,62mm. Theo tiến sĩ Brent Eastwood, từng là cố vấn về các vấn đề quốc phòng và chính sách đối ngoại cho thượng nghị sĩ Mỹ Tim Scott. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, máy bay ném bom chiến đấu Su-34 đã trở thành một yếu tố then chốt trong chiến lược quân sự của Nga. Được mệnh danh là kẻ trừng phạt trên không, Su-34 đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các cuộc tấn công bằng bom lượn, nhằm gây áp lực lớn lên lực lượng Ukraine. Theo trung tâm thông tin quốc phòng Ukraine, Su-34 không phải là một dòng máy bay mới. Ý tưởng phát triển loại máy bay này bắt nguồn từ những năm 1980, khi Liên Xô quyết định tạo ra một biến thể của Su-27. Để thay thế cho máy bay ném bom Su-24 cũ kỹ, cục thiết kế Su-khôi đã lựa chọn nền tảng máy bay huấn luyện Su-27UB hai chỗ ngồi với sự kết hợp giữa phi công và hoa tiêu để phát triển một loại máy bay ném bom mới. Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, Su-34 đã chính thức ra mắt và được đưa vào phục vụ từ năm 2014. Một trong những điểm nổi bật của Su-34 là khả năng tấn công mục tiêu đa dạng. Máy bay có 12 điểm treo bên ngoài cho phép nó mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa không đối không không đối đất và bom không điều khiển. Với tải trọng tối đa lên tới 8.500 kg, Su-34 có thể tiến hành các cuộc không kích với mức độ tàn phá lớn. Kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bắt đầu, Su-34 đã được Nga sử dụng tích cực để tấn công các mục tiêu của Ukraine. Ban đầu, các máy bay này thường thả bom không điều khiển, bao gồm cả FAB-250 và FAB-500 nhằm gây sát thương cho các hầm trú ẩn, đường băng và công trình xây dựng của Ukraine. Ngoài ra, Su-34 còn sử dụng tên lửa dẫn đường như KH-31, KH-59 và KH-35U để tấn công các vị trí chiến lược của đối phương. Tuy nhiên, Ukraine đã nhanh chóng phát triển các biện pháp phòng thủ nhằm đối phó với Su-34, bao gồm việc triển khai các hệ thống phòng không hiện đại và tổ chức các cuộc tấn công trả đũa. Kết quả là Nga đã phải điều chỉnh chiến thuật, tập trung vào việc ném bom dọc theo tuyến đầu và các khu vực biên giới. Đặc biệt, Su-34 của Nga đã trở thành mục tiêu ưu tiên của lực lượng phòng không Ukraine. Từ đầu năm 2023, Nga đã triển khai một loại vũ khí mới, bom lượn trang bị bộ điều khiển UMPK, Universal Gliding and Correction Module, một phiên bản tương tự như JDAM, Joy Direct Attack Munition của Mỹ. Những quả bom này đã tạo ra thách thức lớn đối với quân đội Ukraine khi chúng có thể được thả từ khoảng cách xa tới 60 km, khiến Su-34 gần như miễn nhiễm trước hệ thống phòng không của Ukraine. UMPK biến những quả bom không điều khiển thành đạn dẫn đường, giúp tăng độ chính xác và tầm bắn. Bộ điều khiển này cho phép Su-34 tấn công mục tiêu với sự chính xác cao hơn, ngay cả khi đang bay ở độ cao lớn, vượt qua tầm bắn của các hệ thống phòng không thông thường. Tiến sĩ Isut cũng nhận định rằng máy bay được trang bị radar mảng pha và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại giúp tăng cường khả năng tấn công mục tiêu mặt đất. Khả năng bay ra khỏi tầm bao phủ của phòng không Ukraine và thả bom lượn khiến Su-34 trở thành một vũ khí đáng sợ của quân đội Nga. Điều này khiến lực lượng Ukraine đối mặt với những thách thức khủng khiếp với những lời mô tả về cổng địa ngục mà các cuộc tấn công bằng bom lượn gây ra. Bộ Quốc phòng Nga đã chỉ đạo United Aircraft Corporation tăng tốc độ sản xuất Su-34 vào mùa thu năm 2023 và quyết định này đã mang lại hiệu quả. Những máy bay Su-34 cũ hơn cũng được nâng cấp tại nhà máy máy bay Zhukalop ở Novosibirsk tăng cường khả năng thực hiện các phi vụ tấn công hàng ngày. Tiến sĩ Isut kết luận, với sức mạnh vượt trội và tính linh hoạt trong nhiệm vụ, Su-34 có khả năng tiếp tục gây ra tổn thất lớn cho quân đội Ukraina. Bộ Quốc phòng Nga có thể đặt hàng thêm Su-34 khi cuộc chiến chưa có hồi kết. Điều này cho thấy khả năng tấn công của Su-34 sẽ không ngừng gia tăng.